Quyên sẽ bị bạn người đạo đó. Rồi chúng tôi sẽ tặng cho những người xem bài đạo của mình. Con là vui đến chúng ta cái máy em phục vụ đâu vậy? Đợi trong đồ đó, trong đồ đó. Và trong đồ đó, trong đồ đó để ta tặng cho người cái máy nha. Rồi đúng như việc của chúng con là những người ngoài đạo đến đây, ta sẽ tặng cho những người ngoài đạo ấy mua được một cái máy để chúng con về nghe nha. Thích không? Thích không? Con ngoài đạo à? Đợi con đi, con ngoài đạo, con nói cho người nghe đó. Ngoài đạo thôi hả? Muốn xin máy gì hả? À, rồi, xin máy gì đấy, rồi ngoài đạo. Con lên đường đạo đây, con thấy sao nói trời, muốn xin cái gì, ơn gì? Dạ, con đã đưa cả hết cô Ngọc, bà cô bác, anh chị em. Con cũng là người bên ngoài đạo. Con là người ngoài đạo, nhưng mà con cũng được coi như là sự ban ơn của các bậc cha ở bên đạo. Con được hai đứa cháu và trở lại đạo. Con ngoài đạo mà được hai đứa cháu trở lại đạo. Con cháu có tay kia anh chị em. À, không được cái gì nữa. Dạ. Tình của tất cả các anh chị em trong số cũng thư giới thiệu lên đây để nhờ cha giúp đỡ cho con trong cái tình trạng bệnh chữa bệnh. Ở đây cha tặng cho chúng con những người mời đạo mỗi người một món quà năm trăm đầy đạo đầu thứ tư sóc. Đây món quà năm trăm đầy đạo đầu thứ tư sóc. Món quà ngoài đạo mà đây ngoài đạo. À, đứng đây, đứng đây, đứng quay xuống, đi cầm máy quay xuống, cầm quay xuống, rồi. Đây, 500 đầy đạn, đồng chú thương xót. Rồi, đây. Đây, đây. Rồi, đây. Chú Thầy Lan, nhân viên, cho con. Nói chung từ lúc giờ con có bầu đó, thì nói chung khó khăn lắm. Lúc đẻ cũng khó lắm, rồi những cái con bé nó ra đời á, thì nói chung ở trong hơn một năm trời cháu không biết coi như là đứng. Lúc đó chị sự với nhà của giới thứ cho con đó chị bé đứa cháu lại là coi như rời chân Maria, đức mẹ Maria rời vài lần cháu đứng được. Rồi tiếp đến là công việc là cháu không biết đi, rồi chị nghĩ cũng nhờ lời sự gần với nhà đó chứ cái thâu cứ là chuyện vô ích của sự cho anh đi. Rồi những ngày đó sắp tới rồi là cháu đã tập đi còn vững hơn, sau đó cháu đi học. Rồi tiếp đó là coi như cháu bị coi như trong thời gian là đi học cháu cũng có nói là thưa cô con về, rồi dần dần cháu bản đi, cháu không nói được kể ra cháu. Lúc đó gia đình rất là lỗi lớn, không biết có làm sao để tìm nhìn về về bị đi rồi thấy cháu cũng coi như cho nó để có tính mà trong thời gian cháu cũng không nói được nhiều. Sau khi nghe được coi như là bóc sát trong giáo hội gia canh đó chỉ lên đây, nói chung từ lúc lên đây thành lần thứ hai cháu sau khi lên giường cháu nói được nhiều hơn, nói tự cháu mà khóc. Coi như ba về là lúc đó, con về là thấy ba về nó cháu cũng là ba về rồi cái tự con tự sao thì con là bé tên gì? Nguyễn Ngọc Hiền. Ngọc Hiền mấy tuổi? Dạ 5 tuổi rồi. Em lấy trang cho mọi người thấy lấy qua trang cho mọi người thấy bé Ngọc Hiền rất là dễ thương này kia trang cho con thấy bé Ngọc Hiền dễ thương không? Ngọc Hiền dễ thương là nó không có đi được, rồi anh bảo lại về sờ đứa mẹ, về sờ Chúa, anh không có đạt. Rồi bé không có nói được, rồi đến đây hai lần thì bé đã nói được, thưa với ba, thưa với má, thưa được. Đây một bé rất là dễ thương đang ở dưới trước mặt chúng ta cho mình trong cái chúng ta. Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả lời cầu nguyện của anh chị em. Chúa đã nhận lời một người ngoại đạo đến đây yêu cầu lòng thương xót của Chúa. Đây tặng cho cái máy tặng cho đại đạo lòng thương xót nhé. Thầy đã cho một cái máu rồi để cho cháu nghe rồi gửi lại để cho những người đạo tới. Đây đầu tiên cho em sức thầy đó cho em một cái rồi
vì em gửi lại cho thầy để thầy cho những người khác. Đây, gửi tặng cho con. Thầy tặng cho con. Đây, thầy tặng cho con. Mấy con có làm không? Dạ không. Ở đâu? Em ra công á. Em ở đâu? Ở quán Đồng Nai. Quán Đồng Nai rồi. Đến đây xin được ơn gì? Dạ ơn chị Bình. Còn ai nữa? Ai ngoài đạo nữa? Còn anh người mà đảm nữa không? Chị có máy rồi. Còn anh người mà đảm chưa có máy đâu? Đủ hết chưa? Đủ hết rồi không? Rồi, xin mời ta về bình an nhé. Rồi, chào chú Phong. Rồi, bình an. Anh là có đảm hay không có đảm? Dạ không nha. Con không có đảm, con được ơn.